Rồi lấy gậy thôi, lấy giáp cũng được. Game này không quan trọng. Kinh vãi đái. Quá sợ luôn đấy. Đầu game thấy nó vác vay ba đại bác thấy ghê ghê rồi. Xong tí nó ngồi mình mồm mình kêu má má nó mà ôi cái vô cực nữa thì nó bắn toàn hết. Vô cực với cuồng đao đó thì nó bắn toàn hết thì phải tí đúng vô cực cuồng đao thật. Xong tí là đúng vô cực cuồng đao luôn thì mà vác đúng hai cái món mình nói lên bảo tao ở top 1 làm sao mà lượm được vô cực cuồng đao nữa. Đéo tin luôn. Mà đồ vừa đẹp nó mới ghê. Vô lý. Người ta kiếm chết mẹ nhiều khi còn đéo ra. Ê sao mình đéo để con TF lại luôn ta. Lấy con Ray ở tí lấy Pike hải tặc sớm ta. Kệ mẹ nó đi. Đánh hải tặc là auto bắn máu luôn. Cho nhiều khi hải tặc cũng hên hên. Còn có Pike 2 cái cao anh hàng đồ mình phải lấy phải cấp win. Lấy win. Mười bảy game liên tục ông cũng sao lên được cao thủ. Win mẹ cứ mỗi rank là ông phải win 4 trận rồi ông cũng lắm lên được kim cương cao thủ gì. Một rank là ông phải win 4 trận mà chưa chắc 4-5 trận luôn đi. Ông cao lắm lên được kim cương. Ui mẹ ra Pike thiệt này. Thôi kệ nó mình mua Khazik mình để dành cho sát thủ cũng được không có sao. Trời đổ má nhân phẩm. Nhân phẩm này là tù từ tổ tiên lại. Muốn khóc quá trời ơi. Muốn khóc quá. Muốn khóc quá. Hai cái tiền. Đen đấy nhở. Tiền nữa là bố mày chửi. Ra tiền nữa bố mày chửi thấy mẹ luôn. Giết nè, ba sát thủ. Nó chơi lượm đồ á. Đồ mất tim băng à, chơi lầy vậy. Nó mấy cái tim băng này cao tơ mấy thằng áp lắm. Đúng cao tơ luôn á. Áp đánh chậm lắm. Áp bu vào đánh chậm rì à. Thằng này lượm được tiền không à, ba rau tiền rồi. Hát chứ để quýnh lấy cái viên đổ nó mấy kia lay đổ nó đập cho hát tiền đồ. Hát thì tùy hát loại nào. Không. Đâu phải hát hư không, đâu phải lúc nào cũng phải hát hư không mới ngon. Hát ninja, mà bây giờ ninja hát ngon mà. Giờ ninja hát Kenen ngon vãi, ráng chỉ ghép nó thành hát là ngon mà. Cái gì nói lớn lên không nghe. Gì? Làm gì? Bây giờ ráng lấy cái thìa nữa. Thôi mình lấy cái đai máu cũng được các bạn ạ.
Bây giờ áp ghép mấy cái này nè, ghép mấy cái mà cờ cờ lận ấy, áp ngon vãi. Áp ghép chừng 3 cờ lận vô thì áp cả team đánh nhanh như hoang dã, hơn hoang dã 45%. 45% cả team. Kinh vãi xoài. Giờ kiếm Kennen sát thủ rồi chứ chơi Zed và Sida đó. Zed bây giờ mẹ tụi bóp VL chả có gì ngon. Có đai máu không ta? Có cái đai máu nè. Lấy cái đai máu. Lấy cái đai máu ghép tốc đánh hàng ngang á. Cái tốc đánh hàng ngang ngon vãi nồi. Gì đây? Là gì vậy cha? Kiếm khách quỷ với kiếm khách xạ thủ trời ơi. Lên ga nè. Bán mẹ con hư không đi cho nó chẳng tiền. Hư không tí sàng. Xem coi các bạn có nhiều giáp không. Ui giời ông này chơi quỷ gặp mình chắc toang. Giáp cái này ghép cái gì đây? Kiếm hai cái nước mắt ghép cho Akali. Thôi thấy mẹ rồi. À đúng rồi, Darius mà nó còn được búp cái hiệu ứng này lên nữa thì nó ngoáy chết hết team mình rồi. Đúng rồi. Mẹ đúng rồi, Darius được búp ấy. Mẹ nồi. Mất cả 3 cái win streak của tôi. Để hai khai xích ở đây, dám lên đây, thì kia lên đây, cấp chết lên quá, thua quái không ta? Hai con khai xích hai dễ gì mà thua được quá? Cào người ta tí chết. Xét hết bên này nè đúng không? Nhảy qua đây à? Thôi để đây đi. Ui ơi tiền. À cho tiền làm gì trời ơi, sao mình dễ có tiền như vậy.
tiên túng làm cái gì? Đúng chán luôn đấy. Evelyn. Không làm gì ức chết mẹ đi. Cho Evelyn vào chứ. Đằng nào cũng đâu có kiếm đâu ra 2 đồng để cho nó chảnh tiền đâu. Cho Evelyn vào đi. Mất nhiều máu đấy, 10 máu đi. Khó nhỉ. Evelyn đấy nè. Trời ơi, chưa ra thêm con Jet nào luôn đó ta. Đâu ai chơi Assassin đâu, giờ này Assassin yếu quá. Đâu ai thèm chơi. Jet là có mình tôi xài thôi đó. Mà đậu, nếu thấy ra. Đồ cùi quá. Đồ này sao chơi, mà nó ghép ma vũ này. Đồ này chơi sao đây? Đồ mắt cùi luôn. Để mới đánh sao? Ủa khoan, xài những con gì có cần xài kata không? Hình như là không đúng không? Đúng xài kata đâu? Trời ơi, cho cái gì đồ coi. Game này sao chơi? Game này sao chơi ác đấy. Mà đồ đạc giờ này còn chưa được món thứ hai nữa. Đồ mới chơi ác cái gì đây? Ác cũng đéo tầm này chơi. Giờ đổi cũng không được, đâm lao theo lao mẹ rồi. Xin cái BF coi. Bây giờ áp mà không có đại bác Linh Thanh tí nữa, mấy thằng nó ghép ma vũ là áp thua đấy. Quăng mẹ anh Cassadin vào này để cho nó
để cho nó móc một con ra để mấy thằng ác móc. Cắt đéo ơi tầm này, mua Blitz phá game. Bây giờ mình lên chết 7, bắt đầu kiếm mấy cái con ninja dần đi là vừa ạ. Chú chà. Đây Akali này. Kiếm dần 4 con ninja đi, từ từ đã. À, ước gì rau này ra thìa nè, ném cho con Z cái văng cái ấy ra, văng cái áp ra, đưa cho cái nen làm áp là ngon. 6 áp 4 ninja là ngon luôn đấy. Đó, móc đít con ra. Ừ, con cái nen nó không giật được ai hết. Giật Blitz đi mày. Ừ, chán nó đi. Xuyên cái tim nó đã, rồi. Rồi, cái nen một mình nó cân hết luôn. Gạt đầu đó. Ừ, ừ. Con Blitz phá game vui ấy chứ. Có Blitz vô mất dậy phết. Không, tuần trăng mật gì bạn, lo làm ấy. Rảnh là đi. Sao lại phải cho nguyên con cây le ta? Cây le tao đánh bao nhiêu vậy? Ui, 1.1, đam 70. Kinh nha. Cây le mà làm ad cũng ngon. Cây le assassin cha. Vô lý. Đai máu. Hai cái rồi đó. Hai cái tốc đánh hàng ngang. Nghe hơi vô lý không? Đề phát. Akali. Đề phát nữa. Lại kêu. Đề. Đâu có xài đâu ra kêu làm gì. Rồi, chán chết mẹ nó đi. Đẻ, đẻ, đẻ. Đập cho nó hết đẻ, đập nín đẻ luôn. Đập nó nín đẻ luôn con, đập nó nín đẻ cho ta. Evelyn 2. Blitz 2 luôn, đứng đợi phá game đi. Yes. Akali 2 nè. Trời ơi, 6 ad đi. Bỏ cái ninja đi cũng được. Bỏ tạm cái ninja đi. 6 ad ngon hơn. Bây giờ kiếm ninja, kiếm Kennen với lại ấy đã. Up chết nữa, bây giờ mình cần up chết tiếp. Kiếm con Kennen với lại con Sen nữa. À, gặp lùn auto miss thế này sao chơi. Thằng này lùn nguyên tố đấy.
auto miss lên sao chơi, kiếm thêm cái cung nữa. Cung nữa thì lại đéo lượm được thìa. Ừ, tầm này làm sao mà lượm được thìa ta. Thôi để dành tiền các bạn ơi, để dành tiền cái đã. Chơi 4 con ninja là phải chấp nhận thôi. Sao không chơi hư không, team này bọn nó đâu có cái gì đâu mà cần hư không. Toàn là lùn lũng với lại mẹ. Không có cái giáp nào hết. Có giáp đâu mà hư không chứ. Đâu quý tộc đâu có cái gì đâu, đâu có hộ vệ đâu mà chơi hư không. Hư không chỉ dành cho team nào mà nó nhiều giáp thôi. Bọn nó có giáp đâu mà hư không. Mình mà chơi assassin là mình ha, hơi bị toang luôn. Các bạn biết tại sao mà toang không? Hả? Cái tỷ lệ chí mạng mà khi mình chơi assassin như cức ấy. Uyumi kìa. Hỏi chấm. Tại sao mình không lấy Venga ta, 3 đồng ngon hơn. Lấy Khazix thì được thêm con Khazix gần lên 3. Bây giờ tôi cho Khazix đại bác luôn đi. Thiệt, để cho nó gắn tim đi. Chứ bây giờ Khazix gần 3 là bỏ không ổn quá. Đây là cái Venga. Lên thêm một chết đã các bạn ạ. Mình lên thêm một chest nữa bắt đầu mình mặc. Lên thêm một chest nữa kiếm sen với lại Kennen thấy ra. Mà Khazix có 90 dam mà. Thôi phải bán Khazix đi, đưa cho Z hoặc cho Z để bác. Z mới gắn được. Bán, đừng tiếc. Cho Z để bác, Z giờ đánh siêu nhanh luôn này. 1.11. Nhanh mà còn khỏe nữa. À, cảm ơn Khánh Hoàng nha. Bận bịu gì đi học đi hủng hay là cơm nước gì nghỉ ngơi đi. Rảnh rồi xem. Đâu sao đâu. Giáp không rồi trời. Đồ tiếp đi, đồ tiếp đi nhiều vào. Đồ tiếp đi, mình không
4 đô đâu. Trời ơi, đổ má, bán cái Zik chi giờ nó lại ra. Ừ, thêm cái nước mắt ngon quá. Sen này, cái nen đấy là được. Không có cái nen luôn. Đừng nói ván này mình kiếm được Akali 3 nha. Vô lý lắm á. Bây giờ kiếm thêm cái Solari nữa vui nhỉ. Còn cái nen không ra luôn ta. Không có một con Kennen nào luôn. Trời ơi. Đếu có luôn. Khó vậy. Akali gánh tim quá. Thôi, tích tiền lại đi. Sẽ bỏ hai con Evelyn, trời ơi, slot đâu mà mua. Akali nữa kìa. Á đủ. Á đủ. Tiền đâu mà mua, slot đâu mà mua cha. Bỏ Bike đi. Ủa mình cần cái gì quên mẻ rồi. Gậy đúng không? Solari à? Con Kennen nào ở đây không? Không. Tôi lại đéo cần xài ninja luôn bây giờ. Bỏ luôn con Z đi. Kiếp mẹ cái ta đi. Nhét thật. Kiếm cái gậy này. Lấy Solari cho Akali luôn. Thôi mày xài ninja đi. Chứ để làm gì. Nè đâu? Nhiều khi win game luôn rồi còn đéo có cái nen đây này. Team full nát luôn. À Akali gắn quá.
một con Kha'Zix nữa là đỡ rộng slot. Mở nó con Z này. Sen không quan trọng đâu. Một con là được. Đây cái nen đây này. Đi, mẹ sen không quan trọng gì nó lại ra. Bố tổ nó giờ. Giờ sao? Bỏ Evelyn ba. Bỏ mẹ đi. Nuôi Z hay hơn. Rồi được rồi nè. Ôi Kha'Zix một con nữa bỏ uổng lắm ông ơi. Bán Z không bán, nuôi Z được mà, Z đang cầm đồ mà. Cứ nuôi thì cũng thắng mẹ rồi còn đâu, nuôi con gì sẽ được. Có lệ vậy mà. Chơi chứ có lệ mà. Con gì bán sẽ được. Có địch mẹ Evelyn nữa này. Khó chịu nhỉ. Evelyn còn cái nen nữa này. Bỏ thật đi. Slot không có, khó chịu quá. Má à, cho Z vào. Cho cái này Z lên đam ghê chứ. Nhiều đam ghê. Trời ơi, mất tim băng. Tim băng Pike cầm. Nó stun. Evelyn nữa à, bán sen, bán kenen. Mày mày quá phải bán sen. À, tôi muốn âm mưu Akali 3 chơi cho đẹp một ván lâu rồi. Chưa bao giờ chơi được con Akali level 3 hiểu không? Tôi muốn nuôi con Akali, chứ game thì win rồi. Game thì win mẹ rồi nói gì nữa. Tôi muốn nuôi con Akali 3 chơi ấy mà. Tôi win rồi. Akali thì mình lên 3 nhiều lần rồi. Thôi. Chịu. Đéo lên nổi Akali đâu. Nuôi cho nó vui ấy mà. Thôi win rồi. GG. Nakali nó quái vật quá. GG. Nuôi cho nó vui. Thử kiếm một lần Akali 3 xem được không. Nếu thấy con Akali cầm đổi nó bán.